Hồi nãy giờ mẹ toàn quay dọc không à? Hèn chi nó không lấy hết hình của con rồi. Đến đâu rồi? Hả? Một nửa video dọc, một nửa video ngang, con cắt được không? Được. Chân này duỗi thẳng ra. Tầm tầm đi, lâu quá. Bắt nhau vào lần sau. Duỗi ra, duỗi chân ra. Cái chân không tập duỗi cho thẳng đầu gối nữa ra. Là mẹ cứ ngồi xa ra mãi cũng không lấy được hết hình người. Mà mốt trước khi quay con phải nhắc mẹ chứ mẹ đâu nhớ đâu. Sao hai cái chân nó cứ đua ra vậy? Cái chân không tập phải duỗi thẳng ra. Rồi bây giờ co cái mũi chân đi. Để tôi mượn. Mượn đi, không mình đi. À, rồi mẹ đang lấy rồi. Chúc nó cái khúc dọc thì con bỏ đi nhá. Ừ. Còn nguyên cái video đầu nó dọc hết là con dễ quay. Rồi bây giờ co cái mắt cá chân đi. Co không được, không được để đầu gối nó còng lên. Mấy miếng tới chưa? Đấy. Rồi tới cái chân bên kia. Rồi thôi ha. Chân con chỉnh cho đẹp, chuẩn chất lắm. Chú ý vào cái
chân đi con. Đấy chị Hai. Chân trái kìa. Rồi hôm nay lại Quốc Anh lại tập đi nữa nè. Đi đi con. Ờ, cố lên. Nay ở trong nhà riết mà người trắng ra thế kia kìa, vì cái tội làm biếng đi. Đi theo mẹ đi con, xe đấy. À rồi, xe đó quẹo đó rồi. Thế ra là đi giỏi rồi mà hôm nay bị ốm cho nên là Quốc Anh cứ nằm ở nhà suốt cái ngày này. Bữa nay mà nằm riết là trắng bắt người luôn ta rồi. Chào Quốc Anh nha. Đó, nay cái lưng thẳng rồi đấy, cố gắng đi hai cái chân đẹp cũng thôi con ạ. Nhìn về phía trước á, con đừng có nhìn mẹ. Rồi mẹ quay cho chừng 3 phút ha. Cô tính quẹo đường này mà cô thấy con cho nên là cô đi đường kia cho con đi á. Rồi nay thợ điện ta đi chặt cây nè. Đúng rồi. Rồi thôi ha. Đi đi con ơi. Đi thẳng rồi, cố lên, hai bàn chân đừng có đánh vào với nhau nữa là được đấy. Cái lưng của con thẳng rồi, bữa nay còn hai cái gót chân nữa thôi, cố lên nhé.
Đây này, mẹ quay hai cái gót chân để cho con coi này. Đó, con về con nhìn rồi con chỉnh cái chân nhá. Nghe không? Hả? Ờ, con cứ đi đi, đi chung với mẹ này. Phía trước đó con. Cứ đi đây, mẹ quay sau lưng một chút. Đó, mẹ quay hai cái chân của bé đây nè, để bé về bé chỉnh nhá. Rồi, con vượt qua được cái chỗ đó không? Được rồi, cố lên. Anh đi tập đi nha. Con đi từ từ thôi. Con nhìn về phía trước á. Một ngày cũng anh đi một lần thế này cỡ khoảng tiếng. Lúc trước thì hay đi lắm, mà dạo này Covid nên là quốc anh cũng phải ở nhà luôn. Rồi. Con cứ đi đi. Đó, đây là khu nhà của anh ở nha. Hôm nay chiều mát nè, cho nên mới cho đi đi giờ này, chứ mọi ngày là Quốc Anh đi vào buổi sáng. Hôm nay là đi đỡ rồi, hai cái chân của con gót đừng chạm vào với nhau. Đúng rồi, con chỉnh lại cái chân, đi từ từ thôi. Cố lên. Con cứ đi đi. Mấy phút thì được hả con? Ôi, đi một vòng có mẹ quay đến chừng nào? Được à, được rồi, cứ qua qua khúc này đi rồi mẹ tắt nhá. Rồi đi đi, hai mẹ con mình cùng đi nhá. Từ từ không có ngã con ơi. Con đi từ từ không có con ngã đấy.
rồi, 4 phút rồi thôi nhá. Rồi, chào mọi người, để cô Anh đi tiếp nhá. Vướng cái xe kìa con, né ra. Có cần mẹ phải hỗ trợ qua đây không? Con nhìn xuống dưới nền đi, không có té. Cố lên. Rồi được rồi. Nhìn đường á, đừng có nhìn mẹ. Hả? Rồi, sắp đi được một vòng rồi. Đi qua thì con nhìn xuống đường, nhìn xuống đường. Cố gắng lên. Rồi, vòng sắp được một về đến nhà rồi. Vã hết mồ hôi ra rồi. Quay cảnh hả? Đây, toàn là cây không à? Dung á. À, dung lại hả? Trời. Đấy, chỗ mẹ dung nó đâu mất tiêu luôn rồi. Đó. Rồi, được rồi, được chưa? Ừ. Rồi, hôm nay lại Quốc Anh lại tập đi nữa nè. Đi đi con. Con nhìn về phía trước á. Nay ở trong nhà riết mà người trắng ra thế kia kìa, vì cái tội làm biếng đi. Đi theo mẹ đi con, xe đấy. À rồi, xe nó quẹo đó rồi. Con cứ đi đi. Thẳng cái đấy, cố gắng đi, hai cái chân đẹp cũng thôi con ạ. À. Nhìn về phía trước á. Con đừng có nhìn mẹ. Rồi mẹ quay cho chừng 3 phút ha. Cô tính quẹo đường này mà cô thấy con, cho nên là cô đi đường kia cho con đi á. Con mình cùng đi nhá. Đi đi. Rồi.
quay cho một lúc nữa. Cô ăn đi khá là nhanh, đi nhanh ngang với mẹ luôn. Đi từ từ không có ngã con ơi. Con đi từ từ không có con ngã đấy. Đi thẳng rồi, cố lên, hai bàn chân đừng có đánh vào với nhau nữa là được đấy. Cái lưng của con thẳng rồi, bữa nay còn hai cái gót chân nữa thôi, cố lên nhé. Đây này, mẹ quay hai cái gót chân để cho con coi nè. Đó, con về con nhìn rồi con chỉnh cái chân nhé. Nghe không? Hả? Ờ con cứ đi đi, đi chung với mẹ này. Nhìn về phía trước nữa con. Cứ đi đây mẹ quay sau lưng một chút. Đó mẹ quay hai cái chân của bé đây nè, để bé về bé chỉnh nhá. Rồi con vượt qua được cái chỗ đó không? Cố lên. Rồi được rồi. Nhìn đường á, đừng có nhìn mẹ. Hả? Rồi sắp đi được một vòng rồi. Đi qua thì con nhìn xuống đường, nhìn xuống đường. Cố gắng lên. Rồi vòng sắp được một về đến nhà rồi. Vã hết mồ hôi ra rồi. Rồi Khương Quốc Anh đang tập đi nha. Con đi đi. Bé đi thẳng cái đầu lên một chút con. Đúng rồi, nhìn lên. Cố lên. Có điều mẹ lại quay dọc mất rồi. Quay dọc rồi. Quay dọc không có quay ngang cái điện thoại. À, con đi đi. Con đi đi. Cố lên.
Trời Tết. Tết. Ông ấy bán nhà đi rồi, ông có phong thủy gì phải không? Bán nhà đi lâu rồi. Không, không biết. Tết đi. Ờ. Tết. Tết. Quay lại đi, con quay lại đi. Quay lại đi. Con đi vô cùng rồi, Tết đi. À rồi, con đi đi. Không được dựa cái eo vào cái cây nhá. Còn nãy mẹ quay từ sáng vào nó sáng hơn, còn giờ nó hơi bị tối. Mẹ quay về, mẹ quay video coi tập mới mới này. Ờ rồi được rồi. Rồi được rồi, đứng thẳng lên. Rồi Quốc Anh đang tập đứng nhá. Quốc Anh thì lắm cái tập lắm, tập đứng, tập đi. Mỗi ngày tập vật lý trị liệu. Rồi đây Khương Quốc Anh đây. Rồi Quốc Anh có đôi giày đặc biệt nhá. Giày này chỉ có Quốc Anh mới mang thôi. Tê tê tụ mẹ mẹ. Tôi, đưa lên đưa xuống để làm gì? Để... Rồi. Ừ. Chịu khó tập đi cho hai chân nó thẳng lên. Để còn đi lại được chứ thực hiện những ước mơ của con. Thẳng rồi phải cố gắng tập để cho nó thẳng. Cái lưng con chưa được thẳng kìa. Đứng thẳng cái lưng lên. Đúng rồi. Quay hình ảnh là phải đẹp chứ lại xấu quá à. Đưa lên các bạn cười. Cười nào cười. À thì bạn con. Hai bàn tay con để ra hai bên đi. Con đúng rồi. Xè hai cái tay ra một chút nữa. Đúng rồi, vậy đấy. Đứng ưỡn cái ngực lên. Cho nó thẳng nhá. Đấy, suốt ngày Quốc Anh ho không à? Quốc Anh khó nuôi lắm. Mẹ cực lắm. Đúng. Bạn nào coi video này à, kêu Quốc Anh cố gắng tập giùm nha. Cảm ơn đã xem. Hãy nhớ thích và chia sẻ video. Subscribe kênh YouTube Khương Quốc Anh Studio.